Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay khắp các tỉnh thành miền Bắc đều khô ráo và ấm áp khi bầu trời đã ít mây và hứng nắng nhẹ. Mức nhiệt cũng tăng hơn so với ngày hôm qua và dao động ở mức từ 23 đến 25 độ vào trưa chiều. Trong đêm nay và ngày mai, khối không khí lạnh lục địa có bản chất lạnh và khô sẽ là hình thế thời tiết chính chi phối các tỉnh thành Bắc Bộ. Do vậy, toàn khu vực trời hầu như là không mưa, ngoại trừ ở khu vực Tây Bắc, các tỉnh như là Lai Châu, Điện Biên, trời còn nhiều mây và có mưa nhỏ vài nơi vào thời điểm đêm và sáng. Nhiệt độ đêm nay tại Bắc Bộ sẽ giảm nhẹ hơn 24 giờ trước, dao động từ 16 đến 19 độ. Riêng vùng núi cao, các tỉnh như là tại Sìn Hồ, Pha Đin, Sapa, Cao Bằng, Lạng Sơn sẽ hạ thấp hơn và dao động từ 14 đến 16 độ. Sang ngày mai, bầu trời hứng nắng khiến nhiệt độ tăng dần lên mức là từ 22 cho đến 24 độ vào gần trưa và đến đầu giờ chiều, nhiệt độ có thể lên đến mức xấp xỉ là 24 cho đến 26 độ. Tuy nhiên, chỉ đến khoảng sau 16 giờ chiều thì nhiệt độ sẽ giảm xuống rất nhanh. Trời khô hanh khi độ ẩm không khí chỉ ở mức thấp, vào trưa chiều nhiều nơi xuống dưới 55%. Vì vậy, ngoài việc giữ ấm vào đêm và sáng, quý vị và các bạn nên uống đủ nước để đảm bảo sức khỏe trong những ngày thời tiết hanh khô này. Với các tỉnh miền Trung, do ảnh hưởng của đới gió Đông Bắc kết hợp cùng với điều kiện địa hình chắn gió của dãy Trường Sơn lại thêm vùng hội tụ gió đông trên cao vẫn còn duy trì. Nên suốt dọc các tỉnh từ Nghệ An trở vào cho đến Khánh Hòa đều bị bao phủ bởi một màn mây dày và mưa có thể xảy ra bất kể thời điểm nào trong ngày. Về đêm và sáng ở Bắc Trung Bộ trời rét nhẹ, còn tại Trung Trung Bộ có nhiệt độ ở mức là từ 21 đến 23 độ và Nam Trung Bộ mức nhiệt dao động từ 23 cho đến 25 độ. Ngoài ra đáng lưu ý là vùng ven biển từ Bình Định đến Bình Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau sẽ có gió Đông Bắc hoạt động mạnh hơn gây biển động, sóng cao, vì vậy mà các tàu thuyền hoạt động trên khu vực này cần phải hết sức lưu ý. Nền nhiệt ngày mai cũng giảm hơn so với ngày hôm nay. Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, nhiệt độ cao nhất sẽ đạt từ 23 đến 25 độ. Từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, mức nhiệt sẽ là từ 25 đến 27 độ. Và Bình Định đến Khánh Hòa cao hơn khoảng 2 độ. Riêng cực Nam là hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận do ít mưa nên nhiệt độ vẫn lên cao ở mức từ 29 cho đến 31 độ. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông cục bộ chỉ xảy ra vài nơi như là tại Gia Lai, Đắk Lắk, Tây Ninh, Đồng Nai trong khoảng đêm nay. Ở các tỉnh vùng cao Tây Nguyên, do ảnh hưởng của địa hình nên là trời vẫn lạnh về đêm. Trong khi đó, các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ, trời dịu mát với nhiệt độ về đêm và sáng dao động từ 23 đến 26 độ. Sang ngày mai, toàn khu vực trời ít mưa và khô ráo với nền nhiệt độ ít biến đổi. Trưa chiều sẽ dao động trong khoảng từ 28 đến 30 độ tại vùng cao Tây Nguyên và lên đến mức là từ 31 đến 33 độ cho hầu khắp các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ. Cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết trên biển. Thưa quý vị, trong đêm nay và ngày mai, đới gió Đông Bắc có cường độ mạnh sẽ tiếp tục chi phối thời tiết tại khu vực của Vịnh Bắc Bộ và phần phía Bắc của Biển Đông, nên thời tiết vẫn chưa thuận lợi cho các hoạt động hàng hải trên khu vực này. Trong khi đó, đáng lưu ý là ở khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc cũng mạnh lên cấp 6, gây ra biển động, kèm theo đó là mưa dông xuất hiện nhiều, nên các tàu thuyền cần phải đề phòng tầm nhìn xa sẽ bị giảm thấp, kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải trên khu vực. Còn tại khu vực phía nam của Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, gió Đông Bắc có cường độ phổ biến ở mức là cấp 5. Tuy nhiên, mưa dông cũng tăng hơn trong ngày mai, nên cũng gây khó khăn cho các hoạt động của tàu thuyền. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết tổng hợp của kênh VTC14. Chúc quý vị và các bạn sẽ có một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.